khen, chê, bản chất trống rỗng như nhau. Mỗi ngày ta phải đối cảnh và tiếp xúc rất nhiều duyên. Trong những duyên ta tiếp xúc, có duyên thuận và duyên nghịch. Thuận nghịch chính là bản chất của đời sống mỗi chúng ta. Ta không thể nào lúc nào cũng muốn những điều như ý ta mong muốn, còn những điều bất như ý thì ta tìm cách loại trừ. Để sống thật thanh thản, bình an và trí tuệ thì trong cuộc sống này ta chỉ cần làm một điều, đó là tĩnh lặng, quan sát. Các pháp đến đi để tự nhiên mà không lấy, không bỏ. Và điều này có thể dễ dàng trải nghiệm khi ta tiếp nhận một lời khen của ai đó hay một lời chê của ai đó. Ngay nơi tĩnh lặng và quan sát, ta sẽ nhận ra những khen chê đó, bản chất của chúng là trống rỗng như nhau. Và vì thế, ta trở nên tự tại.